Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những tuần tràn đầy ân sủng trong niềm vui mừng Chúa Kitô phục sinh vinh quang. Ngài đã mời gọi chúng ta cùng vác thập giá với Ngài, cùng chết với Đức Kitô và cuối cùng cùng được sống lại với Người. Và một trong những thập giá mà chúng ta vác hàng ngày trong đời thường của chúng ta đó là thương yêu anh em xung quanh mình. Gọi là thập giá vì thật sự đôi khi chúng ta không muốn nhưng mà phải bắt buộc, phải tha thứ để có thể chung sống một cái hòa khí, được chung sống hòa bình với những ai đó đã làm cho chúng ta bị tổn thương. Vậy thì trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Louis Trần Đình Văn Quân, là Phó Sứ Chánh Tòa Christ Cathedral của Giáo phận Orange. Qua câu chuyện của chúng tôi, Ngài sẽ nói về đề tài sự tha thứ. Dạ vâng, một lần nữa con xin được chào cha. Chào chị. Hôm nay cha khỏe không cha? Vâng. Sẵn sàng để nói về chuyện tha thứ phải không cha? Tôi sẽ cố gắng. Dạ vâng. Nên hãy chị giúp tôi. Dạ vâng thưa cha, cũng giống như là con nói phần đầu vậy đó. Là đây là một cái đề tài nó rất gần gũi với đời thường, nhưng nó cũng rất là quan trọng. Vâng. Bên cạnh đó lại thật là khó. Đó là chúng ta phải sống sự tha thứ, chúng ta phải làm sao mà giữ được hòa khí với những người mà chúng ta sống chung, chúng ta gặp phải, gặp gỡ, va chạm hàng ngày. Thì cái này rất là quan trọng. Thành ra tôi rất là vui có cơ hội để nói chuyện và chia sẻ về cái đề tài này. Thành ra bắt đầu muốn nói là tha thứ là gì, hay sự tha thứ là gì, tại vì nhiều người không có hiểu rõ, nhiều người hiểu lầm. Thành ra mình muốn nói rõ ràng cho người ta hiểu biết là gì. Đầu tiên, nhiều khi tốt hơn nhất là mình nói tha thứ không có phải là gì, để cho người ta biết là không có phải những điều này. Đầu tiên là tha thứ không có phải là làm lơ. Đó là cái điều mà con muốn hỏi. Ví dụ như bất hòa, nó xảy ra cái chuyện bất hòa với một chị em nào đó, rồi con cảm thấy con cũng không giận dỗi, nhưng mà thôi từ đó đi con cũng không muốn nói chuyện với anh chị em đó nữa, thì đó có khỏi phải là sự tha thứ không? Không, thì cũng tùy theo. Nếu mà chuyện nhỏ đó thì mình có thể, nghĩa là mình cái bài này tôi muốn nói về giống như là mấy chuyện mà lớn, mấy cái chuyện lớn. Thành ra giống như là mấy chuyện nhỏ thì mình nên bỏ qua, dễ cho nó dễ, coi như là không có gì ha. Nhưng mà bây giờ mình mới nói về mấy cái chuyện lớn đi. Mấy cái chuyện người ta lớn làm lớn thì nghĩa là sao, thì mình không, bắt đầu tiên là cũng không có làm lơ được, phải không? Tại nhất là nhiều chuyện mà rất là hại mình, ai mà hại mình một chuyện lớn thì mình không có làm lơ được, phải không chị biết? Mà cũng không có phải là coi như là cho là được. Được, người ta suy nghĩ, người ta nghĩ là ok thôi cho là được đi. Người đó làm như vậy là đúng đi. Không thì mình phải biết rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì được, cái gì không được, không chị? Mấy chuyện nhỏ thì có thể mình coi là không sao, bỏ qua. Thì tha thứ không có phải là làm lơ ha, và tha thứ cũng không có phải là coi như cái việc đó là được hay là đúng cái sự mà người khác hại chúng ta. Cái cuối cùng, tha thứ không có phải là quên. Chị biết khó quên lắm chị ạ. Đúng rồi, rất là khó quên. Tiếng Mỹ nó có một cái câu là forgive and forget. Nhưng mà nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà hai cái nó khác nhau. Mình vẫn có thể tha thứ được dù mình không có quên được. Phải không? Tại vì giống như là chị biết, rất là khó quên. Rất là khó quên, nhất là nhiều khi mà mình đã bị hại rất là nặng, rất là lớn. Thành ra chúng ta sẽ nhớ hoài, nhớ rất là lâu, phải không? Cho nên có nghĩa là mình ok để mình nhớ, phải không cha? Không hết nhiều khi đó, cái đó mình không có control được. Mình không có làm gì được. Thành ra mình khi cái trí nhớ mình cứ nhớ tới thì mình có thể mình cố gắng quên đi, nhưng mà đâu có quên được liền, phải không chị biết, phải không? Thành ra nhưng mà mình vẫn tiếp tục có thể quên được, vẫn tiếp tục có thể tha thứ được. Tha thứ được. Thành ra cái đầu tiên là tôi mới nói như vậy. Tại vì nhiều người nghĩ người ta không quên thì người ta không tha thứ được. Không quên nhưng mà vẫn tha thứ được. Đó. Còn cái thứ hai nữa là tôi muốn nói là nếu mà mình có thể làm hòa được đi.
giống như là chị muốn nói, chị cái câu hỏi trước đó, đó là nếu mà mình có thể tha thứ, mình làm hòa, nó là trở lại như cũ thì được thì tốt, phải không? Mà nếu mà không được đó, thì ra như tôi nói là giống như nhiều khi người đó hại mình quá đáng, phải không? Mình không có tin tưởng người đó được nữa. Người đó ăn gian, ăn cắp hay là hại mình quá đáng, mình không có muốn trở lại để cho người đó ăn hiếp nữa, tiếp tục hại mình nữa, đúng không? Thật ra có thể ai hại mình một lần rồi, mình học một cái bài học, mình vẫn tha thứ được, nhưng mà mình sẽ không chơi với người đó nữa thì vẫn được, phải không? Tại vì nếu mà người đó thì không tốt mà cứ hại mình hoài, mà cứ ăn ăn gian rồi này kia, thì mình thôi, tại sao mà mình cứ phải trở lại để cho cứ bị hoài, đúng không? Dạ đúng 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 đó. Tức là ăn thua ở trong cái tâm hồn của mình có cái sự tha thứ cho họ cái công việc họ làm, nhưng mà sau đó mình không muốn để cho họ cứ phải đặt vào cái thế đó để rồi họ lại ăn hiếp mình, họ lại ăn gian với mình nữa. Đúng rồi. Thì mình lại gặp trường hợp đó đúng nữa. Đúng rồi, thì hai cái đó khác nhau. Thì ra tôi muốn nói phân biệt như vậy. Thì cái cuối cùng là mình cũng, người đó, chị nghĩ người đó có cần phải xin lỗi không, để trước khi mình tha lỗi, tha thứ con không? Không nghĩ, nếu mà thật sự theo đúng ý nghĩ như cha đang nói, dạy chúng con tha thứ. Đúng rồi. Không cần, phải không? Dạ. Tại vì Chúa Giêsu dạy mà, phải không? Tôi chỉ có lặp lại gì Chúa, cái gì Chúa nói thôi, phải không? Người đó không có cần phải xin lỗi, tại vì nhiều khi chị biết nhiều người làm hại mình mà cái đâu, mà người ta đâu có sám hối đâu, người ta đâu có xin lỗi đâu. Nhưng mà mình vẫn tha thứ. Đó, người ta không có chờ người đó xin lỗi. Cái nữa là mình không có cần phải nói cho người đó biết là mình tha thứ. Như là ví dụ cái người mà đã hại mình rồi đó, đó, mình không có chơi nữa, mình không có tới gần nữa, mình vẫn tha thứ được, phải đúng không? Không có cần phải liên lạc người đó, không có cần phải gọi điện thoại hay là text hay là email, không có cần phải nói cho người đó biết là mình tha thứ. Mình tha thứ trong lòng, cái này là giữa mình với Chúa, phải không? Tại vì nhiều khi người đó cũng không có care, phải không? Người đó đã hại mình rồi, người ta đã đi, người ta tiếp tục đời sống của họ rồi, đã không cần biết tới mình nữa. Thành ra mình không có cần phải liên lạc người đó. Vậy cho nên thật sự là khó chứ nhỉ? Khó để mà nói sống đúng một cái ý nghĩa là tha thứ. Thì tha thứ không có dễ, khó, nhưng mà Chúa sẽ giúp chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta cái ân sủng để giúp chúng ta. Thì bây giờ bắt đầu nói vào tha thứ là gì đi. Thì mình đã nói sơ sơ rồi là tha thứ là một người nào đó hại chúng ta một cách là bất công. Phải không? Bất công, tức là không có được. Mà chúng ta biết, chúng ta có quyền tức giận, phải không? Tại vì chúng không có ai có thể có quyền mà hại chúng ta một cách bất công. Thành ra chúng ta có quyền tức giận, nhưng chúng ta sẽ chọn vượt qua cái sự tức giận đó. Dù mình bị hại một cách bất công, dù mình có quyền tức giận, dù mình có quyền đã trả thù mình, nhưng mà mình chọn, lựa chọn để vượt qua cái sự tức giận đó. Và ngược lại, mình sẽ tặng một người đó, cố gắng tặng một người đó cái lòng thương xót, một cái sự đồng cảm và cái tình yêu. Đây là Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Cái sự đồng cảm, tình yêu để cho họ, có lẽ là tại vì, nhưng nghĩa là làm sao mình làm được điều đó, thưa cha? Thì cha sẽ nói thêm, nhưng mà chút nữa mình sẽ nói thêm ha, sẽ nói thêm một cái cách mà tha thứ cách nào thì cha sẽ nói ra rõ ràng hơn. Nhưng mà bây giờ mình nói thì đó, bây giờ thì đứng lại câu hỏi tại sao mình lại phải tha thứ. Vâng, thì bây giờ tại sao tha thứ thì vì Chúa nói, vì không, vì bắt đầu tiên là Chúa đã tha thứ chúng ta rất nhiều, chị thấy không? Chúng ta khi nào cũng phạm tội hết, phạm tội hoài, ngày nào cũng phạm tội hết, trong tư tưởng, lời nói, việc làm hay gì đó, khi nào cũng phạm tội hết. Và chị biết là Chúa là vô hạn, phải không? Thành ra cái tội mà chúng ta phạm với Chúa là cái tội đó vô hạn, không có đền được. Trong bài, trong Thánh Kinh, chị cũng nhớ một cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã nói. Thánh Phêrô tới hỏi Chúa Giêsu, nếu một người anh em con mà phạm tội với con thì con phải tha thứ mấy lần? 7 lần hả? Thì Chúa Giêsu trả lời sao? 70 lần 7, phải không? Nghĩa là tiếp tục tha thứ hoài, chứ không phải 1 lần, 2 lần, 7 lần, mà mãi mãi. Rồi sau đó Chúa Giêsu nói một cái dụ ngôn này. Chúa nói là như vậy, nước trời là như vậy. Coi như là một cái ông vua, ông có đầy tớ, nợ ông rất là nhiều tiền, rất là nhiều. Thì ông nói,
thì ông sẽ bán người đầy tớ đó và gia đình để lấy tiền. Thì người đầy tớ đó xin vua thông cảm với con, cho con thì giờ để con trả lại. Rồi người vua sao? Có vì lòng thương xót, tha thứ hết. Tha thứ hết, thành ra không có cách nào mà trả lại được hết, mà người vua không đòi nữa, tha thứ hết. Rồi cái người đầy tớ đó lại thấy một người bạn nợ nợ anh ta rất là ít thôi, mà cũng bóp cổ, cũng đòi tiền. Người đó cũng giống như vậy, cũng xin anh, xin cho tôi thời gian để tôi cố gắng tôi trả anh lại. Mà người đó có tha thứ không? Không, bắt bỏ vào tù. Thành ra khi ông vua ông nghe như vậy, thì ông kêu người đầy tớ đó lại. Ông nói tại sao vậy? Tôi đã rất là tha thứ ngươi, phải không? Tha thứ hết, vì thôi tôi thương xót ngươi. Mà tại sao ngươi lại không có thương xót người bạn của ngươi? Vì vậy, bây giờ ngươi phải đi tù. Thấy không? Thành ra Chúa, rồi xong Chúa Giê-xu nói như vậy. Thành ra chúng ta cũng vậy. Chúa đã tha thứ chúng ta hết rồi, mà tiếp tục tha thứ, mỗi ngày tha thứ, mỗi lần chúng ta đi xưng tội là Chúa tha thứ hết, phải không? Mà cái này là cái tội của chúng ta là vô hạn. Thành ra cái tội mà chúng ta phạm với nhau, anh em với nhau, người với nhau thì đâu có vô hạn, đâu có so sánh được với cái tội mà chúng ta đã phạm với Chúa. Thành ra chúng ta phải tha thứ cho nhau, vì nếu mà chúng ta không tha thứ cho nhau thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Đó, thế là cái đầu tiên chúng ta phải biết như vậy. Vâng, thưa cha, vậy thì cái sự tha thứ này, nó không, những điều mà Chúa dạy mình, giống như cha nói là Chúa muốn mình phải tha thứ cho anh em, chứng tỏ là tha thứ là kẻ thù của mình, phải không thưa cha? Thế là trong Thánh Kinh nói là nói về ba kẻ thù, phải không? Nếu mà chúng ta không tha thứ thì cái này là thuộc về kẻ thù. Thành ra Thánh Kinh và các thánh nói chúng ta ba kẻ thù. Cái kẻ thù đầu tiên là cái xác thịt. Vì cái bản chất con người sa ngã của chúng ta hay kiêu ngạo, hay ích kỷ, hay tức giận. Thành ra nếu mà chúng ta cứ theo cái tính bản chất con người sa ngã của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có sống đẹp lòng Chúa. Cái này là kẻ thù của chúng ta, mà kẻ thù của Chúa, phải không? Là thân xác, hay là xác thịt. Cái thứ hai là gì? Là thế gian. Thế gian cũng nói chúng ta phải trả thù, phải đòi đền cho được, phải không? Chứ đừng có tha, nếu mà tha là yếu đuối, phải không? Thành ra, nhưng mà thế gian là kẻ thù, thành ra coi chừng. Còn cái kẻ thù thứ ba là gì? Là ma quỷ. Ma quỷ chuyên môn muốn chia rẽ con người, chia rẽ bạn bè, chia rẽ gia đình, phải không? Muốn người khác hiểu lầm nhau, tức giận nhau, không có tha thứ cho nhau, đánh nhau, giết nhau, phải không? Mà ma quỷ là gì? Là cha sự gian dối, phải không? Đó, thế này chúng ta phải biết là ma quỷ khi nào cũng muốn ảnh hưởng chúng ta hết, và ảnh hưởng một cách như vậy, phải không? Để làm cho chúng ta chia rẽ, làm cho chúng ta hiểu lầm nhau, làm cho chúng ta không tha thứ cho nhau. Thế là nếu mà chúng ta không tha thứ thì ai thắng? Kẻ thù thắng. Ma quỷ thắng, thấy chưa? Thành ra Chúa ngược lại thì sao? Thì tha thứ, đồng cảm, thương xót, thành một, hiệp nhất với nhau. Thành ra mình nên tha thứ. Và chúng ta phải muốn được tha thứ như vậy thì phải làm như thế nào? Cách cho nó không có dễ, cha ơi. Vâng, mình phải xin Chúa. Chỉ biết là Chúa muốn chúng ta tha thứ. Vì sao? Thì đầu tiên là vì tốt cho chúng ta, phải không? Thật tốt cho chúng ta, lợi cho chúng ta. Thành ra nếu chúng ta tha thứ là lợi cho chúng ta. Cái thứ hai nữa, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta, đã dạy chúng ta kinh gì? Kinh lạy cha. Trong kinh lạy cha chúng ta cầu nguyện ra sao? Trong kinh lạy cha Chúa Giê-xu dạy chúng ta sao? Xin Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cái chữ quan trọng nhất trong câu đó là gì? Là chữ như. Xin Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nghĩa là sao? Nếu mà chúng con không tha thứ thì Chúa đừng tha thứ con. Chúa, thành ra nếu mà chị nghĩ rõ đó, thấy không? Chúa tha con như con đã tha cho anh em con. Thành ra nếu mà con không tha thứ cho anh em con thì Chúa đừng tha thứ con. Thấy không? Thì cái này là rất là quan trọng. Thành ra Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta cái kinh lạy cha
để cho chúng ta biết cái sự quan trọng để tha thứ. Tại nếu mà chúng ta muốn Chúa tha thứ thì chúng ta phải tha thứ người khác. Thường chúng con đọc có nửa vế xin Chúa tha nợ chúng con, mà lại để coi nhẹ cái phần như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tại vì hầu như mình đến với Chúa mình chỉ có xin Chúa cho mình, đúng rồi. Đó là cái điều ích kỷ mà cha nói chúng con nhớ. Thường hay gặp. Còn cái nữa là nếu mà khi mình tha thứ đó thì mình giống ai? Giống Chúa. Dạ vâng. Phải không? Cái lòng thương xót là một cái thì chúng ta giống ai? Giống Chúa. Dạ vâng. Phải không? Vì cái lòng thương xót là một cái phẩm chất của Chúa. Thành ra chúng ta mà tha thứ nhau thì chúng ta sẽ càng ngày càng giống Chúa. Đó. Vâng thưa cha. Nhưng mà nếu mà mình không tha thứ thì chắc chắn mình sẽ gặp những cái hậu quả. Vâng. Cái hậu quả ở đây con nói là có thể trong cái sự suy nghĩ, ngay cả những cái con người bình thường của mình cũng cảm thấy ảnh hưởng trong cuộc sống. Vâng, chị biết phải không? Tại vì nhiều cái hậu quả lắm. Cái hậu quả đầu tiên là hại chính mình. Dạ. Phải không? Chị biết phải không? Tại sao? Nếu mà mình không tha thứ thì mình căng thẳng, mình khó chịu, phải không? Mình cũng tốn sức. Phải không? Cứ nghĩ tới người đó hay cứ giận người đó, cứ bực bội, phải không? Trong người mình căng thẳng, mình không có bình an, mình không có hạnh phúc, mình không có vui vẻ. Chị thấy không? Thành ra nhiều khi cái người mà đã hại mình, người ta quên rồi, người ta không biết nữa. Người ta đã tiếp tục đời sống họ vui vẻ, phải không? Còn mình đây mình tức giận, mình bực bội, mình tự mình làm mình khổ. Chị thấy đúng, chị thấy không? Đó, thành ra cái này rất là hại mình, chính mình. Cái thứ hai nữa là nó hại cái mối tương quan giữa chúng ta và Chúa, phải không? Tại bài trong Thánh Kinh Chúa cũng nói, nếu mà tới đền thờ mà nhớ là mình có cái gì với người anh em mình thì nên đi làm hòa trước rồi mới tới đền thờ lại, phải không? Tại vì cái sự không tha thứ đó, nó là có thể nói là cái sự cản trở của ân sủng. Chúng ta không có nhận được hết cái ân sủng mà Chúa muốn ban, chúng ta không có hiệp thông với Chúa. Vì chúng ta trong bụng, trong lòng đang giận, đang tức giận người khác. Đó, thành ra rất là quan trọng, nó ảnh hưởng cái mối tương quan của chúng ta với Chúa. Thành ra nếu mà chúng ta muốn thân mật với Chúa, mà yêu mến Chúa, mà được đầy tràn ân sủng của Chúa, thì chúng ta phải tha thứ. Thành ra thấy nó cái hậu quả nó lớn không? Mà không phải vậy thôi, mà nó ảnh hưởng mất những cái mối tương quan của chúng ta nữa. Giống như là chị biết, nếu mà chị đi làm mà chị bực bội một người nào đó ở việc làm mà chị không tha thứ được thì chị về nhà thì sao? Dễ chút những cái bực bội đó lên cho chồng, cho con. Đúng rồi, phải không? Mình khó chịu trong người, mình đã không tha thứ người khác thì mình, cái đó sẽ ảnh hưởng những cái người xung quanh mình. Mình la vợ, la chồng, la con, bực bội, khó chịu, bạn bè đi chơi cũng không vui. Phải không? Tại vì mình bực bội quá. Thấy chưa? Mà cái này nó cái hậu quả này nó có thể rất là sâu mà rất là xa nữa. Nó tới có thể nói là cái thế hệ khác. Phải không? Như là cái con cái mình nó thấy mà như là ví dụ thôi ha, cha mẹ mà cãi nhau mà không tha thứ cho nhau thì nó có ảnh hưởng con cái không? Đúng rồi. Phải không? Rồi con của con cái nữa, cháu chắc cũng vậy phải không? Tại vì ông bà không có tha thứ cho nhau hay gì đó. Thành ra chị thấy cái hậu quả nó lớn không? Nó sâu không? Nó xa không? Đó. Đúng rồi. Cho nên con nghĩ là thật sự khi cha nói vậy, mình nhìn vào những cái ví dụ thường ngày mà mình gặp, mình thấy rõ ràng. Nhiều khi mình thấy bố mẹ mình khó chịu, bố mẹ mình hay nóng tính. Nhưng mà mình nhìn lại thì thật sự như cha nói, mình phải đi ngược lại nữa. Mình thấy có thể đây là tại ảnh hưởng của cái thế hệ ngày xưa đó. Các ông bà khó khăn hơn, nghiêm khắc hơn. Cho nên là dần dần khi mà dạy đến đời, đến lượt tụi con nhìn lên, tụi con thấy như vậy. Rồi lại đến đời con cũng đúng sẽ rồi. Bị ảnh hưởng đúng cái rồi. Điều đó. Vậy thì thưa cha, bây giờ đó là những gì, tha thứ là như thế nào, tại sao chúng ta cần tha thứ. Vậy thì bây giờ một cách cho có thể hướng dẫn chúng con làm cách nào để tha thứ. Tại vì nói thì dễ, mà không có dễ làm đâu trời ơi. Đúng rồi. Thì cái này là đây sẽ là cái cách để cho chúng ta tha thứ. Cái đầu tiên thì là chúng ta phải hiểu là cái sự tha thứ là cái quá trình. Cái quá trình luôn. Nó sẽ mất nhiều thời gian. Phải cần nhiều ân sủng. Và nhiều sự kiên nhẫn.
chứ không có phải là tha thứ một lần là xong. Không có phải chúng ta quyết định ok thôi tha thứ là xong. Tại vì chị biết, nhất là cái nhiều cái chuyện bực bội hay là khó khăn á, thì chúng ta cứ nghĩ hoài, nghĩ tới hoài, thế nên chúng ta phải kiên nhẫn, phải tiếp tục tha thứ, chọn cái sự tha thứ. Cái này là gọi là cái quá trình đó thành ra. Nhưng mà sau một cái thời gian thế, nhờ ân sủng của Chúa, với sự kiên nhẫn của chúng ta sẽ dần dần tha thứ được người đó. Con nghĩ là đúng, tại vì cha nói một cái quá trình đúng, là tại vì thật sự trong cái quá trình đó, khi tụi con đang cố gắng để mà tha thứ cho người anh em của người đã làm tổn thương mình, thì có thể cái thái độ của họ, của những người đó, ví dụ những người mà đã không biết thì nói không nói làm gì, họ biết điều đó nhưng mà họ có tỏ vẻ thái độ là họ không có lỗi, chính cái điều đó nó làm cản trở cho chúng con tiếp tục lựa chọn để mà tha thứ. Đúng rồi. Thì không có dễ. Nếu nếu mà người đó không có sám hối thì cũng không có dễ, nhưng mà mình cứ phải tiếp tục. Có thể nó sẽ mấy ngày, có thể mấy tuần, có thể mấy tháng, có thể mấy năm, nhưng mà dần dần nó sẽ bớt đi, dần dần mình sẽ tha thứ được, mình không có không có gì thất vọng, không có thất vọng. Cứ tiếp tục. Vâng, và con tin là khi mà mình làm được điều đó thì cái cảm giác của mình nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Giải thoát cho chính con người của mình. Đúng mà rồi. Giống như con nói với cha là con cảm thử khi mà mình tức giận ai, mình giam mình trong một cái ngục vậy. Mình nhìn thấy họ giống như cha nói, họ đâu có biết đâu, họ vẫn vui vẻ cuộc sống của họ, mà mình thì lại cứ bực tức vì họ đâu biết. Cho nên mình có cái chìa khóa đó, chỉ có chính mình là phải mở ra cho chính mình. Thì mình mới làm được, phải không thưa cha? Vậy còn cách nào nữa ngoài cái sự kiên nhẫn và là một quá trình? Thì bắt đầu xong mình xin Chúa. Xin Chúa soi sáng cho mình, biết rõ về cái sự tức giận của mình. Có thể là cái sự tức giận này nó từ xưa rồi, nó lâu rồi, nó có nhiều lớp, phải không? Tức là mình phải tìm hiểu những cái nguyên do, cái lý do. Vâng. Từ đâu, phải không? Vâng. Có thể mình giận người đó bây giờ, nhưng mà cái sự giận này đã từ lâu rồi. Vì người đó đã hại mình từ xưa rồi. Mà vì khi đó mình không có bỏ qua. Hay là khi đó mình chưa có tha thứ, nhưng bây giờ nó lòi ra, phải không? Hay là thành ra như vậy. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta tức giận ai thì có thể là một lần thôi, có thể là một chuyện, một cái lý do thôi, nhưng mà có thể nhiều lý do, có thể nhiều năm, phải không? Thành ra xin Chúa soi sáng cho con biết rõ cái sự tức giận của con để cho con mới tha thứ được. Dạ vâng, thưa cha, vậy thì cái sự tha thứ này đôi khi đối với chúng con cảm thấy như là mình cảm giác vậy, phải nó có phải là cái feeling, cái cảm giác không, hay là nó một cái sự lựa chọn, một cái hành động? Nó là cái sự lựa chọn, không có phải cảm giác. Vì chúng ta nhiều khi chúng ta không bao giờ muốn tha thứ hết. Cái cảm giác chúng ta nhiều khi mình vẫn không muốn tha thứ, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải xin Chúa. Nếu mà chưa muốn tha thứ, phải xin Chúa cho cái sự muốn để tha thứ, phải không? Tại vì nhiều người không muốn tha thứ, thì mình phải xin Chúa để giúp con để muốn tha thứ. Và cái thứ hai là nó là sự lựa chọn, không có phải là cảm giác, chị thấy không? Thế nào có thể mình cảm giác của mình là mình không muốn tha thứ, nhưng mà mình sẽ lựa chọn để tha thứ đó, chứ mình không có phải là sống theo cái cảm giác của mình được. Dù mình chưa muốn tha thứ, nhưng mình có thể lựa chọn để tha thứ. Vâng, cha nói đúng, con nghĩ tha thứ là một sự lựa chọn. Tại vì nói với cha, không thể quên được những gì người ta đã làm cho mình buồn. Nhưng mà thật sự phải xin ơn Chúa để con muốn tha. Và đây là một sự lựa chọn, chứ không phải là còn là một cảm giác nữa. Xin thì phải, mình cần Chúa giúp. Xin Chúa giúp con muốn tha thứ. Xin Chúa con cho con chọn được tha thứ. Xin Chúa giúp con để tha thứ. Nói chung là phải bám lấy ơn Chúa. Vâng. Và mình, đối với cái người anh em đó, con nghĩ mình có thể đến với họ để mình đồng cảm, mình nghĩa là mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Thì giống như chị biết đó, nhiều khi mà ai mà đã hại mình rồi đó, mình coi người đó là mình hay nghĩ xấu về người đó hoàn toàn, phải không? Người đó cũng là không coi như là có thể không coi là không là con người nữa, phải không? Không có cái gì tốt nữa. Không có gì tốt nữa hết. Nhưng mà chị biết ai cũng là không ai xấu hoàn toàn, phải không? Ai cũng có cái sự tốt. Thành ra mình cũng cố gắng hiểu người đó, cũng cố gắng đồng cảm với người đó, phải không? Tại vì ai cũng có cái sự tốt.
ai cũng yếu đuối, ai cũng phạm tội, ai cũng chọn sai, ai cũng hại người khác, phải không? Vì chúng ta cũng hại người khác, thì mình cố gắng đồng cảm, hiểu biết được người đó. Nhiều khi có cái gì đó trong đời sống họ làm cho họ đối xử với mình như vậy. Thưa cha, khi nói về như vậy, vâng, chúng con cố gắng tha thứ. Nhưng mà mình nhìn lại ví dụ mình bị tông xe, hay là một anh chàng say rượu đi, cũng vì anh chàng đã say rượu mà tông xe làm hư hại, tổn thương đến mình. Vậy thì mình có quyền đòi hỏi đến cái sự công bằng đó không? Vâng, vâng, vẫn đòi hỏi được, phải không? Thành ra nếu mà người ta hại mình một cái cách đó, mình có thể tha thứ cho người đó, nghĩa là mình không có tức giận người đó nữa. Nhưng mà mình có thể đòi hỏi người đó phải sửa xe mình hay là này kia, phải không? Chứ không phải tha thứ là coi như bây giờ mình phải mua xe mới tự mình, phải không? Cái đó là ví dụ, mình vẫn tha thứ, nghĩa là mình không có giận nữa, không có bực bội nữa. Mình cũng biết là người đó yếu đuối, người đó đã chọn sai, người đó đã hại mình, thì mình tha thứ cho người đó. Nhưng mà người đó cũng phải đền tội, mình cũng đòi cái sự công bằng. Thưa cha, thật sự đây là một cái đề tài rất gần gũi với đời thường của chúng con. Và mà ngày hôm nay cha đã hướng dẫn và giúp chúng con hiểu được thế nào là tha thứ và thế nào là không phải là tha thứ. Đôi khi mình tưởng trong những việc mình làm, mình tưởng đó là tha thứ nhưng mà mình đã không đúng. Và tại sao mình phải tha thứ cũng như là làm cách nào để tha thứ. Nói chung, chúng con nhận ra là phải có ơn Chúa rất nhiều để rồi lựa chọn. Đây là sự tha thứ, là một sự lựa chọn chứ không phải cảm giác nữa. Để khi mình lựa chọn đúng thì mình sẽ trở nên giống Chúa hơn. Và Chúa đã tha cho mình thì mình phải tha cho anh em. Con thuộc bài không cha? Đúng rồi, thuộc quá. Nhưng mà cha muốn nhắc nữa là vì không? Tại vì Chúa Giê-xu là gương mẫu của chúng ta. Thì là con có nhớ khi mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Chúa nói gì với Chúa Cha? Xin cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đúng rồi, thấy không? Chúa Giê-xu khi đang bị đóng đinh, đang bị giết chết, cha ơi, tha cho chúng vì chúng không biết chúng làm gì. Phải không? Thành ra nói về cái đồng cảm đó, cái hiểu đó. Thành ra nhiều khi mình cũng hết đồng cảm với người khác. Người ta đã chọn sai, người ta không biết người ta làm gì. Thành ra cũng tha thứ cho họ. Thành ra Chúa Giê-xu đúng là cái gương mẫu của chúng ta. Thành ra Chúa giúp chúng ta vì ân sủng của Chúa, chúng ta có thể làm được để tha thứ nhau. Vâng, còn một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ và hướng dẫn giúp chúng con một cái đề tài rất gần gũi với đời thường nhưng cũng rất quan trọng để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa nhiều hơn như lòng Chúa mong ước. Và xin cha tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người Kitô hữu chúng con có thể biết kết hợp với Chúa mật thiết hơn để rồi biết mở lòng đón nhận những ân sủng của Chúa ban. Từ đó chúng con dễ dàng đồng cảm với những người anh em và dễ dàng tha thứ cho những người xung quanh, nhất là những người đã làm cho mình bị tổn thương. Và Kim Thúy một lần nữa cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng là những lời chia sẻ của Linh Mục Louis Trần Đình Văn Quân cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm nghị lực để biết sống quảng đại hơn với những người anh em xung quanh mình. Kim Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.